Sau nhiều ngày im lặng mới đây, Mira Trần đã chính thức lên tiếng xin lỗi về những hình ảnh tranh cãi trong một show diễn cô tham gia tại Mỹ. Cô mong được tiếp tục cống hiến và hát phục vụ để đáp lại tình yêu thương của khán giả. Cụ thể, Mira Trần xin lỗi khán giả khi vì sự thiếu sót trong hiểu biết đã gây ra sự việc không đáng có vừa qua. Mira Trần khẳng định là một công dân Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, mang dòng máu Việt Nam. Cô không có tư tưởng chống phá gây hại đến an ninh quốc gia, chưa bao giờ có hành động hay phát ngôn nhằm mục đích không tốt, ảnh hưởng đến người khác. Cuối bài viết, Mira Trần mong được tiếp tục cống hiến và hát phục vụ để đáp lại tình yêu thương của khán giả. Toàn bộ bài đăng xin lỗi của Mira Trần như sau. Mira Trần xin kính chào tất cả mọi người, tất cả khán giả mà em vô cùng trân trọng và yêu quý. Lời đầu tiên, em vô cùng xin lỗi quý khán giả khi vì sự thiếu sót trong hiểu biết của em đã gây ra sự việc không đáng có vừa qua. Em nhận thức sẽ không có một lời bào chữa nào thỏa đáng. Xin hoàn toàn và thành khẩn nhận lỗi vì sự thiếu sót, thiếu hiểu biết của bản thân khi đã không tìm hiểu cẩn thận và tham gia vào những chương trình không phù hợp trong quá khứ, cũng như xin quý mình xin lỗi quý khán giả vì sai sót của mình. Là một công dân Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, mang dòng máu Việt Nam, Mira Trần xin khẳng định em không có tư tưởng chống phá gây hại đến an ninh quốc gia. Em chưa bao giờ có hành động hay phát ngôn nhằm mục đích không tốt, ảnh hưởng đến người khác. Em luôn ghi nhớ và biết ơn vì mình được sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, được sinh sống tại Việt Nam, được làm nghề bằng tất cả đam mê với âm nhạc và tình yêu thương của khán giả là niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Đây là một bài học lớn và em cam kết sẽ luôn ý thức cẩn trọng hơn trong tương lai. Một lần nữa, em vô cùng xin lỗi và chân thành biết ơn khán giả yêu thương đã dành thời gian quan tâm và đọc bài viết này. Em mong được tiếp tục cống hiến và tiếp tục hát phục vụ khán giả để đáp lại tình yêu thương của khán giả và mọi người đã dành cho em. Trân quý tình cảm của mọi người, em xin cúi đầu biết ơn và xin lỗi. Trước đó, cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ đoạn clip Mira Trần đang trình diễn tại một sự kiện ở Mỹ cách đây khoảng 4-5 năm. Trong đoạn clip này chứa một số hình ảnh không phù hợp, gây tranh cãi khiến Mira Trần nhận về nhiều chỉ trích. Từ khi tranh cãi bùng nổ, Mira Trần hoàn toàn giữ im lặng, không có bài đăng nào trên mạng xã hội. Ngay sau đó, chương trình Anh Trai Say Hi cắt bỏ phần lên sóng của Mira Trần thay bằng nữ ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Hiện tại, bài xin lỗi của Mira Trần đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. YouTuber Thơ Nguyễn cũng đưa ra ý kiến. Cô viết, thì bé cũng xin lỗi rồi, mình cũng không có quyền nói ai nếu không có bằng chứng. Mira Trần sinh năm 1999, từng đăng quang ngôi vị quán quân game show X Factor 2016. Sau đó, cô cùng gia đình sang Mỹ định cư, từng lọt top 40 cuộc thi American Idol. Năm 2022, Mira Trần quay trở lại Việt Nam tham gia The Masked Singer Việt Nam mùa đầu tiên và giữ vị trí top 3 chung cuộc. Trong chương trình, Mira Trần xuất hiện với hình tượng Lady May và được nhận xét là một trong những nhân tố nổi trội có giọng ca thực lực. Từ sau The Masked Singer, Mira Trần vụt sáng trở thành vocalist nằm trong top đầu của thị trường nhạc Việt. Nhưng từ đó cũng có nhiều nhận xét cho rằng cái bóng của Lady May quá lớn, cũng như nhiều bình luận về ngoại hình khiến cô nàng phải cẩn trọng hơn rất nhiều trước công chúng. Tôi biết mình là kiểu người dễ tăng cân nên đôi khi lên hình nhìn rất mẫm mỉm, nhưng ốm quá thì tôi không có sức hát, cho nên tôi phải cân bằng giữa chế độ ăn uống và tập luyện để bản thân vẫn đảm bảo sức khỏe và đi hát, Mira Trần từng chia sẻ. We'll be right back.